Con chim sơn ca. Ngày xưa ngày xưa, có chú chim dễ cùi sống ở tích sâu trong cánh rừng thông. Vậy mà cũng túm tụm vào nghe. Đúng là bọn không biết thưởng thức. Hót phải như vẽ cùi ta đây mới là tuyệt nhất. Suwara waro. Suwara waro. Là mình đã quá ảo tưởng, giọng của mình không thể xứng với tiếng hát của sơn ca được.
Tiếng hót của chim sơn ca không chê vào đâu được. Vậy mà dẻ cùi lại đội sánh với sơn ca. Mà tôi để ý mấy hôm rồi không thấy dẻ cùi đâu. Chắc nó xấu hổ quá không dám ló mặt ra ngoài nữa rồi. Trong cuộc sống cần phải biết mình biết ta, không nên kiêu ngạo, ảo tưởng về khả năng của bản thân. Viên uống Omega 369 Royal do trái tim bền miễn, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Chú bé Tí Hon và con cáo. Chán quá à. Tự nhiên thần hay ra biến trở thành Tí Hon thế này, làm được việc gì chứ? Cũng tại mình nghịch ngợm quá đi mà. Bé thế này thì biết bao giờ mới ra khỏi khu rừng này. Trời thì sắp tối rồi. Xem ra đêm nay mình phải ngủ ở lại trong rừng này rồi. Ngủ ở đâu bây giờ chứ? Wow, một đàn ngỗng đang ngủ kìa. Trông chúng thật đáng yêu. Nằm lên bộ lông mềm mại kia thì ngủ ngon phải biết. Chà, bộ lông mới mềm mại làm sao. Đêm nay mình có chỗ ngủ ngon rồi. Cảm ơn chị ngỗng đáng yêu nha. Đói quá. Đói không thể nào mà ngủ được. Đêm hôm thế này không biết có kiếm được cái gì bỏ bụng không đây. Ôi, mình có nhìn nhầm không? Cả một bầy ngỗng đang nằm sát bờ thế kia. Trông chúng mới ngon bắt làm sao. Ông trời đúng là thương mình, biết mình đói nên bày sẵn ra trước mắt mình thế này đi mà. Chuyện gì thế này? Cứu tôi với. Sao cũng không muốn. Ta sắp giết con ngỗng này đấy. Để xem mày làm gì được tao nào. Tên nhãi nhép này, nhìn đây, ta sẽ ăn thịt con ngỗng này ngay trước mặt ngươi cho mà xem. Chị ngỗng nguy rồi. Hắn định ăn thịt chị ấy ngay tại đây hay sao? Mình nhất định phải cứu chị ấy. Món ngon của ta đây rồi. Con cáo đáng ghét đó vẫn ngồi dưới gốc cây để rình bắt mình. Làm thế nào để trốn thoát khỏi tay nó bây giờ? Mày có chạy đằng trời con ạ. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Khốn hồn thì xuống đây chịu chết đi. Sẽ không ai cứu được mày đâu nhóc con à. Phen này mình chết chắc rồi. Làm sao mà ở mãi trên cây này được. Nó sẽ ăn thịt mình mất thôi. Chưa kịp trở lại bình thường đã mất mạng rồi. Làm thế nào bây giờ?
Xuống đây nào, xuống đây nào, miếng mồi ngon của ta. Mồi ngon ở đây cơ mà, lão cáo kia. Có giỏi thì lại đây bắt ta này. À ha, là chính ngươi tự dẫn xác đến đây nha. Đừng có trách ta, hôm qua ta đã để sống mất ngươi rồi, thì hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Đáng chết đi, tại sao có hồ nước ở đây cơ chứ? Nó chạy thoát mất rồi còn đâu. Thôi chết, còn thằng nhóc kia, không biết nhân lúc ta bỏ đi như vậy, nó có chạy trốn mất không? Phải quay lại chỗ gốc cây đó mới được. Hy vọng là nó chưa kịp trèo xuống. Trời ơi là trời, thế là mất cả chì lẫn chài rồi, tức quá đi mất. Nhờ có sự giúp đỡ của Ngỗng mà chú bé đã thoát được sự săn lùng của cáo. Và cũng chính vì việc tốt của mình mà thần Hera đã hóa phép biến cậu trở lại bình thường. Từ đó chú bé cũng bớt tinh nghịch hơn. Viên uống Omega 369 Rojan cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Rojan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Con gà này trông cũng béo tốt đấy chứ, ta bắt người về làm thịt mới được. Đúng lúc nhà ta đang thèm món gà rừng, vợ và con ta chắc vui lắm đây. Xin đừng làm thịt tôi, xin hãy tha cho tôi. Hả? Xin ta tha mạng ư? Tại sao ta phải tha cho mi? Xin hãy tha mạng cho tôi, đổi lại tôi sẽ giúp ông làm một chuyện. Hơn nữa chuyện này lại rất có lợi cho ông. Giúp ta ư? Ngươi chỉ là một con gà rừng nhãi nhép mà thôi, ngươi thì giúp gì được cho ta chứ? Ông hãy để tôi đứng đàng hoàng xuống dưới đất được không? Chứ cứ túm cổ thế này khó nói chuyện lắm. Yên tâm, tôi sẽ không chạy đi đâu. Được rồi, ta sẽ để mi xuống đây xem mi nói gì. Ngươi mà bỏ chạy thì cây súng này sẽ bắn gãy chân nhà ngươi luôn. Đừng có tưởng là dễ dàng thoát khỏi tay ta nha. Cảm ơn ông. Nào, giờ thì nói đi, ngươi định trao đổi điều kiện gì với ta hả? Để ta nghe thử xem có đáng để trao đổi không nào. Nếu như ông tha mạng cho tôi sẽ dụ những người bạn và những người hàng xóm của tôi đến cho ông bắt. Lúc đó ông không chỉ được một con mồi mà có thêm rất nhiều con mồi nữa. Ông thấy có được không? Dụ bạn và hàng xóm của ngươi ư? Bằng cách nào? Thả ngươi ra ngươi trốn luôn thì ta biết tìm ngươi ở đâu chứ. Ngươi định lừa ta đấy à? Ngươi nghĩ ta là trẻ con mà dễ bắt lừa vậy sao? Không không, tôi nào dám trêu đùa với cây súng săn của ông. Tôi cũng không bảo là ông thả tôi ra. Nhưng nếu không thả ngươi ra, làm sao ngươi đi dụ được các bạn của ngươi đến đây cho ta bắt hả? Không lẽ ngươi đứng ở đây để gọi bọn chúng đến sao? Nghe đã thấy vô lý rồi. Thì ông cứ lặng lặng đi theo sau tôi thì sẽ không sợ tôi chạy mất. Tôi sẽ về nói với mọi người rằng ở đây có rất nhiều mồi ngon, mọi người hãy cùng theo tôi ra đó kiếm ăn. Sau khi tôi dẫn họ ra đây rồi thì ông tóm luôn một mẻ, thế là xong. Ừ, kế hoạch hoàn hảo đó. Tất nhiên là hoàn hảo rồi. Nếu như hợp tác với tôi, ông chỉ có lợi thôi. Bắt tôi, ông sẽ chỉ được thịt một mình tôi. Còn thả tôi ra, ông sẽ có cả đàn gà bao gồm bạn bè, hàng xóm của tôi. Nè, ngươi sẵn sàng để bạn bè và những người hàng xóm của mình phải chết chỉ để giữ lại mạng sống của ngươi sao? Ta sợ đến lúc cuối cùng ngươi lại đổi ý, như vậy thì ta sẽ mất hết rồi còn gì. Như vậy chẳng phải là ta sẽ bị thiệt thòi hay sao? Ông yên tâm, tôi đã nói là làm mà. Chỉ cần mạng sống của tôi được đảm bảo thì việc gì tôi cũng dám làm hết. Khá đấy, nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà nếu như ông vẫn không yên tâm thì tôi sẽ đảm bảo với ông rằng tôi không chỉ dụ mồi cho ông lần này mà những lần sau khác nữa. Tôi cũng sẽ dụ mồi cho ông. Tôi còn rất nhiều bạn bè khác nữa, bọn chúng ở khắp nơi trong khu rừng này. Hay, kế hoạch rất hoàn hảo. Hay lắm, ta nghe cũng thấy rất hợp lý. Nói vậy là ông đã chấp nhận lời đề nghị của tôi và tha chết cho tôi đúng không?
Tôi đã nói rồi mà, hợp tác với tôi là quyết định vô cùng đúng đắn. Tha chết cho Mi Ư, đừng có mơ. Ông nói thế nghĩa là sao? Ông vẫn muốn giết tôi ư? Mi đúng là đồ độc ác, sẵn sàng bán rẻ bạn bè và hàng xóm để giữ mạng sống của bản thân. Mi sống trên đời thế là đủ rồi đấy. Ta sẽ không bao giờ hợp tác với một kẻ xấu xa như Mi đâu. Những kẻ ích kỷ chỉ sống cho bản thân mình, sẵn sàng bán đứng bạn bè, người thân để đạt được mục đích thì sẽ nhận được kết cục xứng đáng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.